Hai. Xin chào cả nhà nhé. Hồi sáng nay ấy, mình có nghe hai bạn nhỏ nhà mình nói là thi xem ai ăn được nhiều xúc xích hơn với cả thịt viên chiên hơn, cá viên chiên hơn, cái viên tôm viên cá ấy. Thì bây giờ mình nghĩ ra là sẽ cho hai bạn ấy thử thi đấu với nhau xem ai sẽ ăn được nhiều hơn nhé. Bây giờ hai bạn ấy đang làm cái gì trong phòng ạ? Đấy, cứ loảng xoảng cái nãy giờ. Mời các bạn cùng mình vào xem các bạn làm gì nhá. Làm cho bạn hai bạn ấy cái thử ai sẽ là người thắng cuộc nhá. Hai chị em làm gì đấy? Con đang chơi nấu ăn ạ. Nấu ăn à? À, chật chật chật. Thế mà thấy loảng xoảng lủng sủng tưởng là làm vỡ cái gì. Thế sáng nay bố thấy hai chị em bảo là ai ăn được nhiều xúc xích hơn này, mấy trứng viên chiên hơn này, ai là người thách đấu đấy? Con ạ. À, được, ok. Thế thì bây giờ ra làm thử thách xem ai sẽ là người thắng cuộc nhá. Dạ, nhá. Cả xúc xích lẫn trứng nhỏ à? Viên cá, viên tôm rồi đúng không? Ok. Rồi, bây giờ sẽ chế biến xúc xích trước. Đây là số xúc xích chúng ta sẽ chiên, cho em chiên. Xúc xích này thì chín nhanh thôi các bạn ạ. Đấy, một tí là đã được rồi. Bây giờ chúng ta cho ra nhá. Đấy, còn đây là viên tôm nhá cả nhà nhá. Đấy, viên chiên nó cứ nở to lên là ok các bạn ạ. Khi cho ra thì nó bé như thế này. Đấy, nó bơi trong dầu thì nó to như thế này, nó to tướng vào đây này. Đấy, các bạn thấy to, nở rõ là to luôn. Đấy. Rồi, được rồi đấy, ok đấy, ăn cho ra đi. Đấy, không to được. Đấy. Rồi, sản phẩm đã ok. Bây giờ sẽ để cho hai bạn nhỏ vào chiến đấu nhá. Đấy, cả nhà thấy uy tín chưa? Wow. Đấy. Mầm siêu to khổng lồ luôn. Nào đi thôi, let's go. Rồi, xin chào hai thí sinh nhá. Hai thí sinh nhìn thấy là
ở đây sẽ có 5 thiên trứng nhỏ và 5 xúc xích nha. Thi sẽ như này nha. Bây giờ bố sẽ bấm giờ. Đấy, ai nhanh hơn, ai ăn nhanh hơn thì cứ mỗi người 5 loại khác nhau nha. Thi xem ai sẽ là người chiến thắng nhá. Nào chuẩn bị này. À, muốn ăn xúc xích trước hay là ăn cái này trước được nhá. Chuẩn bị nhá. 5 4 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Tuyệt vời. Ôi tốc độ của em Bon ăn nhanh. Ôi chị An ăn cái đấy trước à? Khôn phết. Rồi. Nè. Kéo nghẹn nha, cứ bình tĩnh ăn thôi nha, không nghẹn nha. Rồi. Bố thấy em Bon nó kỷ lên nó ăn căng đấy. Ăn. Ngon, ăn xiên kẽ à? Ngon. Hai thí sinh có vẻ tỏ ra rất ngang tài ngang sức nhá. Xiên để ở bên cạnh nhá. Có ai để ở bên người đấy nhá. Rồi. Đấy. Đấy. Được rồi. Thời gian rất nhiều nhá, thoải mái ăn này, no thì thôi nhá. Rồi, xúc xích ngon không? Ăn trứng nhỏ cũng ngon đúng không? Ok. Ai là thế này thì nghe chừng là thử thách ngày hôm nay sẽ là hơi ít xúc xích với cả trứng nhỏ đúng không? Ăn đi. Của ai người tự đếm nhá. Trứng nhỏ cũng chỉ được 5 thôi, xúc xích cũng 5 thôi nhá. Không được ăn hộ phần người khác đâu đấy. Đây, thời gian vẫn đang chạy đây. Này hơi nóng, làm thử thách hơi nóng đúng không? Được. Em Bon ăn năng suất thế mấy xiên trứng nhỏ rồi Bon? Ba rồi à? Đang xiên thứ tư à? Thứ ba. À thế chị ăn mấy xiên rồi? Chị ăn xiên thứ mấy rồi? Bắt đầu cũng xiên 4 à? Rồi. Ok. Đây có nước đấy nha, nếu mà khát thì uống nước nha. Rồi, em Bon rất tăng tốc, rất là ok đấy. Xin thứ 5 rồi đấy. 4 hay 5? Thôi là 4, ra là 5. Đây, tốc độ ăn rất là nhanh nhưng mà đến phần xúc xích này cái chừng là sẽ có thí sinh đuối và no ấy. Bạn Bon là năm nay lên lớp 4. Đấy, bạn Gấu là năm nay lên lớp 5. Hai chị em là solo. Kèo này thì cũng gọi là cân tài cân sức. Nhìn gầy gầy nhưng mà ăn rất khỏe. Rồi. Ở đâu chả được. Rồi, đấy. Em Bon đã sang cái xúc xích thứ hai rồi đấy. Vừa 4 phút đã trôi qua rồi. Đấy. À, nghe chữ là chị An là vẫn cứ túc tắc rồi. Liệu có thắng được em Bon không? Có. Ok. Ngang tài ngang sức thì tí nữa đi bơi nhá. Vâng. Ok. Ăn đi.
cứ no thì thôi. em mon đã thấy hiện tượng rồi, tốc độ nhưng mà no nhanh lắm đấy. Cứ bình tĩnh ăn thôi. Đây bố chỉ bấm thử giờ thôi. Rồi cứ từ từ ăn. No thì thôi. Cái gì đấy? Phần thắng sẽ thuộc về ai đây? Rồi. Số lượng xúc xích với thịt xiên đã bắt đầu vơi đi rồi đấy nhá. Đấy, cả nhà thấy không? Đã ai đã cảm thấy no chưa? Chưa thì cứ ăn thôi. Được không? Chị hơi no rồi. Hơi no. Đúng, thắng thua không quan trọng gì, nhưng mà đang muốn là xem là mức độ ăn của hai chị em là đến đâu thôi. Ai là em bọn một đống xiên này rồi này. Đấy. Chị An cũng không kém cạnh. No thì thôi nhá. Rồi em bọn đã vào cái trứng nhỏ cuối cùng. Đấy là về viên tôm ấy. Rồi. Cứ bình tĩnh mà ăn thôi, túc tắc ăn thôi đấy. Chị ăn cứ đang thong thả thì ăn kìa. Cứ bình tĩnh. Chịu thua. Rồi, một bạn đã chịu thua rồi. Bạn bon thế là dừng lại ở hai cái xúc xích và ba cái xúc xích và bốn xiên tôm này không tính nha, xiên tôm không tính nha. Rồi chị An là đang là 5 xiên và 2 xúc xích. Lẽ ra là chịu thua là chị An đã thắng rồi nha. Đấy, dừng ở giây phút thứ 7 của em Bon. Người chiến thắng thì chắc là về chị An rồi, nhưng mà để xem chị sẽ ăn được thêm bao nhiêu nữa. Tôi no lắm rồi mọi người ạ. No thì ngồi thở thôi. Rồi, thế mà bảo là chắc chắn là thắng chị An. Ôi giời. Thế rồi đấy, chị An vượt con cả về số lượng rồi đấy. Đấy chị không thích ăn luôn con ăn nhiều. Đấy. Chú hơi đó. Thật mà ai được. Chị An no chưa? Chắc chị An ăn hết chỗ này của mình. Đấy, Bon bây giờ cứ ngồi và nhìn chị An ăn nhá. Đấy. Nhìn thấy thèm lẽ là con sẽ ăn tiếp được. Không, no quá thì thôi đấy. Chị thua là bởi vì là lúc đấy là em đang đầy quá rồi, no quá rồi. Còn bây giờ thì em cũng không vào được nhiều nữa mà. Ăn cùng để ủng hộ chị An thôi đúng không? Ăn cùng lại cho thêm xiên vào. Một tí nữa rồi đi bơi chứ. Vẫn đi bơi thoải mái là gì cả. Không. Đấy, xe chút kích. Đau quá rồi thôi. Chị An chị ngồi chị túc tắc nhưng mà bố thấy là cũng thua.
Thôi thua gì nữa, thắng thì là con thắng rồi. Nhưng mà dừng lại ở đây còn lại 2 xiên xúc xích, 3 xiên xúc xích. Còn 3 viên thịt ngọt nữa. Rồi. Thôi bây giờ mình xin phép là dừng video clip ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào. Bye. Ok.